Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phục Music. Những người thích chơi piano thì thương hiệu và giá cả luôn là hai tiêu chí được quan tâm hàng đầu. Vì thế trong video lần này mình sẽ giới thiệu đến anh em Piano Artesia Performer từ nhà Artesia. Lý do nào mà mình lại chọn cái đàn này? Các bạn hãy theo dõi video cùng mình nhé. Nhân viên đang mang đàn ra phía bên ngoài để chuẩn bị đóng gói giao hàng tại Viettel Boss đến anh khách tại Bình Phước. Đàn có kích thước rất phù hợp cho các bạn mang theo sử dụng ngoài trời, hộp đàn thiết kế cứng cáp nên anh em dễ dàng mang đi mà không lo thùng bị mót. Quà tặng cực kỳ hấp dẫn dành cho khách hàng là chân đàn chắc chắn, headphone cao cấp và jack phone. Đàn và quà tặng được nhân viên cố định bằng nhiều vòng băng keo ở hai đầu thùng đàn và chính giữa trước khi quấn ni lông giúp đàn tránh ẩm ướt do trời mưa cũng như chầy xước thùng. Ba bạn nhân viên đã quấn đàn xong, team chuẩn bị đem đàn đi giao tại Viettel Boss đây. Tính năng hiện đại trên Performer là lý do mà anh em đừng bỏ lỡ nhé. Đàn với 88 phím, trang bị 3 mức độ cảm ứng lực nhấn, đáp ứng mọi phong cách luyện tập hoặc biểu diễn, tích hợp 12 mẫu âm thanh 3D chân thực được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ acoustic. Đàn vẫn được trang bị các tính năng cần thiết trên một piano điện với metronome, đếm nhịp, expo, tăng giảm tông, lead chia bàn phím, bộ xử lý tín hiệu số DSP, tăng thêm độ chân thực của âm thanh, cổng kết nối USB MIDI, kết nối đàn với máy tính bảng và điện thoại di động, cổng tai nghe để chơi mà không phiền mọi người xung quanh, cổng sustain pedal và jack cắm stereo layout cắm trực tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ nét hơn. Đàn có hai màu cho các bạn lựa chọn là trắng và đen. Khi mua piano Performer tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Các bước chuẩn bị đàn đã xong, mời anh em cùng team đi dạo ngắm cảnh trời chiều mát mẻ trên đường tới Viettel Boss. Đàn và nhân viên đã đến nơi rồi, đem hàng và làm thủ tục để Artesia Performer lên đường về Bình Phước thôi. Buổi giao hàng đầy mới lạ mà team gửi đến anh em kỳ này đã hoàn tất. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này, hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.